Liệu áo giáp chống đạn có thể chống lại đạn của súng Barrett hay không? Hiện nay, áo giáp chống đạn được cấu tạo từ nhiều lớp, có thể hấp thụ năng lượng và làm giảm tốc độ của viên đạn. Lớp chống đạn được làm từ sợi Kevlar. Đây là một loại vật liệu có độ cứng gấp 5 lần thép cùng khối lượng nhưng mật độ chỉ bằng 1/5 của thép. Nếu đối mặt với đạn súng trường có tốc độ 800 m/s, loại áo chống đạn mềm sẽ dễ bị thủng. Lúc đó cần thêm một tấm hợp kim gớm để giảm đi 1 phần lực của viên đạn. Sau đó, các lớp vật liệu Kevlar sẽ dễ dàng làm dừng viên đạn, tối đa chỉ gây gãy xương và đạn không thể xuyên qua cơ thể. Đây là loại áo chống đạn cứng. Cuối cùng là súng Barrett, vì sức mạnh của nó có thể bắn xuyên thủng xe bọc thép ở đằng xa. Vì vậy, ngay cả khi áo chống đạn có thể chống lại nó, nhưng cơ thể con người vẫn không thể chịu nổi lực tác động mạnh khủng khiếp này.